Thạch sư cho con hỏi, việc duy trì hành thiền này có lợi ích hoặc là lợi lạc gì? Vì hiện tại con có tập trung để hành thiền, tâm con an lạc lúc đó thôi. Nhưng khi quay lại cuộc sống thì vẫn rối ren, lo âu, suy nghĩ vân vân nhiều. Làm thế nào để áp dụng thiền vô cuộc sống? Khi quý vị sống thiện được lúc nào thì quý vị có phước được lúc đó. Giờ phút nào quý vị sống có giới, có định, có tuệ là giờ phút đó quý vị đang tạo thiện nghiệp. Còn giờ phút nào mình sống không có giới, không có định, không có tuệ là giờ đó mình đang tạo nghiệp bất thiện. Cho nên là giờ phút nào mà quý vị hành thiền thì giờ phút đó chúng ta đang tạo thiện nghiệp, nhờ chúng ta sống có giới, có định, có tuệ. Còn thì đó là cái lợi ích. Rồi làm sao để mà áp dụng thiền vô cuộc sống? Thì khi quý vị thực hành cho nhiều thì tự nhiên là quý vị có thể áp dụng được theo nhiều cách khác nhau. Giống như một người tập võ thì ra ngoài họ đâu thể nào mà họ đánh nhau với người khác làm chi. Nhưng mà khi mà họ có rèn luyện như vậy đó, thì họ có cái sức khỏe để đối diện với những cái sinh hoạt ở ngoài đời. Còn khi quý vị thực hành thiền á, một cách thuần thục, được thực hành liên tục miên mật nhiều thì cái tâm của chúng ta sẽ khỏe. Mà khi tâm chúng ta khỏe đó, thì chúng ta có cái sức mạnh để đối diện với những nghịch cảnh ở đời. Với những trường hợp lẽ ra bình thường á, là chúng ta đã phạm giới mà chúng ta không phạm giới. Với những trường hợp bình thường lẽ ra mình đã tham mà mình lại không tham. Những trường hợp lẽ ra mình có thể sân mà mình lại không sân. Rồi có những trường hợp á, lẽ ra mình tham lâu, bây giờ mình lại tham nó ngắn lại, mình bớt tham lại. Lẽ ra mình sân nhiều, bây giờ mình bớt sân lại, vân vân. Thì đó là cái lợi ích của quý vị. Còn cái chuyện mà quý vị muốn nhiều hơn thì nó cũng giống như một người tiểu đường và cái thuốc tiểu đường. Cái người tiểu đường á, thì bản thân họ cần phải kiêng cái đồ ngọt. Nhưng mà mình cái kiêng ở đây đương nhiên là ở cái mức độ là vừa phải, tùy theo cái tuyếp đường của mỗi người. Nhưng mà mình không thể nào mình nói là bây giờ tôi có cái thuốc trị tiểu đường, cho nên là bây giờ tôi thèm ăn cái bánh gato quá, tôi vớt nguyên một cái bánh, vớt xong rồi thì uống cái thuốc cho đường huyết nó hạ xuống. Ngày mai thèm ăn sô-cô-la quá, vớt cho nguyên một mớ sô-cô-la xong rồi uống vài viên thuốc cái đường huyết nó hạ xuống. Thì cái kiểu đó là cái kiểu tự sát. Hơn nữa điều mấu chốt là mình phải xa lìa những cái thứ mà nó quá ngọt như thế. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Vốn dĩ bản chất của thiền là sự xa lìa các dục lạc. Mà đời sống thế tục là đời sống đầy những cám dỗ của dục lạc. Thì khi mà chúng ta sống chìm trong các dục lạc ở thế gian thì chúng ta không thể nào thực hành thiền được. Do đó thì về đời quý vị thực hành được bao nhiêu
thì nó tốt cho quý vị bấy nhiêu. Còn không thì tranh thủ có những ngày chúng ta đến thiền viện, đến chùa, chúng ta thực hành để nhắc nhở chính mình, để ôm, để trưởng dưỡng lại nội tâm của mình.